top 5 logo thương hiệu có chi phí thiết kế đắt đỏ nhất thế giới. Logo có vai trò rất quan trọng trong chiến lược phát triển thương hiệu. Nhưng những con số về chi phí thiết kế logo của 5 thương hiệu nổi tiếng sau sẽ khiến bạn kinh ngạc. 5. Ngân hàng ANZ, tổng chi phí 15 triệu đô la Mỹ. Năm 2009, ngân hàng ANZ bắt đầu tiến hành làm mới thương hiệu với quy mô lớn, bao gồm thiết kế lại logo và bộ nhận diện thương hiệu. Ba hình khối xuất hiện trên logo mới ANZ tượng trưng cho ba thị trường chủ đạo của ngân hàng là Úc, New Zealand và châu Á Thái Bình Dương. Đồng thời, hình người ở trung tâm logo đại diện cho khách hàng và đội ngũ nhân viên. Ngân hàng ANZ đã chi ra số tiền 15 triệu đô la Mỹ cho toàn bộ chiến lược marketing này. 4. Dịch vụ bưu chính Boston Nose, tổng chi phí 55 triệu đô la Mỹ. Vào năm 2008, công ty bưu chính của Na Uy đã triển khai một chiến lược marketing đáng chú ý với tổng chi phí lên tới 55 triệu đô la Mỹ nhằm thiết kế lại logo và đổi mới chiến lược marketing. Trong chiến lược này, họ vẫn giữ nguyên tên gọi của hãng nhưng thay đổi đôi chút về phần nhìn nhằm bảo tồn được nét truyền thống trong khi vẫn có diện mạo hiện đại hơn. 3. Công ty đa quốc gia Accenture, tổng chi phí 100 triệu đô la Mỹ. Accenture là công ty tư vấn quản lý và dịch vụ công nghệ đa quốc gia thành lập năm 1989 tại Ireland. Sự đơn giản đáng kinh ngạc của logo này quả thật khiến nhiều người bất ngờ so với số tiền Accenture đã bỏ ra để có được nó. Yếu tố duy nhất mang tính thiết kế trong phiên bản logo mới này là dấu lớn hơn bên trên chữ cái T. Có thể nó không có vẻ ngoài đặc biệt, nhưng đây chính là hình ảnh tượng trưng cho sự tiến lên và phát triển phồn thịnh của công ty. Ngoài ra, phần chữ bên dưới nhằm thể hiện sự cởi mở, thân thuộc của Accenture muốn dành cho khách hàng, cho thấy sự gần gũi và thân thiện của công ty. 2. Công ty dầu khí đa quốc gia BP, tổng chi phí 211 triệu đô la Mỹ. Vào năm 2000, sau hơn 70 năm trung thành với logo cũ, BP đã tái cấu trúc thương hiệu khi chi ra hơn 200 triệu đô la Mỹ. Từ cái tên cũ, công ty này chọn một cái tên khác ngắn gọn hơn, BP, đồng thời thay đổi ý nghĩa tên gọi Bijuan Petroleum hơn cả dầu khí, thay cho dầu khí Anh Quốc như trước. Diện mạo mới đầy sắc màu này thể hiện sự đổi mới, năng động và sẵn sàng đón nhận mọi thách thức của doanh nghiệp. Mục đích của dự án hoành tráng này là nhằm giúp BP với hình ảnh một công ty có trách nhiệm hơn với môi trường và đang nỗ lực tìm kiếm các nguồn năng lượng xanh bền vững. 1. Tập đoàn công nghệ Semantic, tổng chi phí 1,3 tỷ đô la. Tập đoàn công nghệ Semantic của Mỹ đã đi vào lịch sử khi chịu bỏ ra số tiền 1,3 tỷ đô la Mỹ phục vụ chiến dịch làm mới thương hiệu. Mẫu logo này của Semantic đã được bình chọn là biểu tượng cho sự tin cậy với hơn 250 triệu lượt xem mỗi ngày trên hơn 100.000 trang web ở 160 quốc gia. Logo mới thể hiện tầm nhìn của Semantic trong việc mang lại sự bảo mật tốt hơn cho các thiết bị và thông tin nhằm hướng tới một thế giới kết nối toàn cầu. Trên đây là chi phí thiết kế logo của 5 thương hiệu nổi tiếng khiến nhiều người phải kinh ngạc. Còn bạn, bạn nghĩ như thế nào? Hãy để lại ý kiến của mình nhé!